mừng các con đến với khóa học môn ngữ văn lớp 8 của trang web bingclass.com và olm.vn. Bài học ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đó là tác phẩm Bàn về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hay còn gọi là Luận học pháp. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tác phẩm này trên bố cục 3 phần: tìm hiểu chung, tìm hiểu chi tiết và từ đó đi tới một vài nét tổng kết về tác phẩm trên hai phương diện: nội dung và nghệ thuật. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần thứ nhất, tìm hiểu chung trong phần một nhỏ, đó là tác giả Nguyễn Thiếp. Về tác giả Nguyễn Thiếp không có nhiều thông tin trong sách giáo khoa, vì vậy mà cô sẽ cung cấp luôn cho các con những thông tin bổ ích về tác giả Nguyễn Thiếp. Nguyễn Thiếp sinh năm 1723, mất năm 1804, quê ở Hà Tĩnh. Ông sinh ra ở Quảng Ninh và lớn lên ở quê mẹ là Hà Tĩnh. Vì vậy mà ngay từ nhỏ, Nguyễn Thiếp đã được hấp thu văn hóa của nhiều vùng miền khác nhau. Ông là người ham học và sáng dạ, có con đường hoạn lộ, con đường làm quan khá là thanh thông, thuận lợi. Về cuộc đời của Nguyễn Thiếp có nhiều biến động, có thể kể ra một vài mốc sau. Năm 1743, ông đỗ đầu kỳ thi hương ở Nghệ An, nhưng chỉ làm quan một vài năm rồi cáo quan về ở ẩn. Đến năm 1780, Nguyễn Thiếp được chúa Trịnh Sâm mời ra Thăng Long làm quan, nhưng biết được Trịnh Sâm có ý định lật đổ nhà Lê, khuyên nhủ không được nên Nguyễn Thiếp đã cáo quan, xin về quê dạy học. Đến năm 1786, khi Nguyễn Huệ ra Nghệ An, chuẩn bị tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh, giúp cho vua Lê Bù Nhìn lấy lại vương quyền, thì Quang Trung đã 3 lần mời Nguyễn Thiếp ra giúp sức nhưng ông đều từ chối. Đến năm 1788, khi Quang Trung lên ngôi vua, tha thiết hỏi kế sách đánh giặc, Nguyễn Thiếp đã cho vua lời khuyên kế sách đánh giặc và từ đó mà giành thắng lợi. Đến năm 1789, Quang Trung mời Nguyễn Thiếp ra xây dựng cho nền giáo dục của đất nước, thì ông đã đồng ý. Đến năm 1791, Nguyễn Thiếp viết bản tấu gồm 3 phần để dâng lên vua. Đây là những lời mà khuyên nhủ vua Quang Trung về sự nghiệp giáo dục, về quân đức và dân trị. Như vậy chỉ trong 2 năm, Nguyễn Thiếp đã dịch xong sách tiểu học, tứ thư, kinh thi từ chữ Hán ra chữ Nôm để làm tài liệu phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và dạy học của đất nước. Những mốc trong cuộc đời của tác giả Nguyễn Thiếp có thể đi tới khẳng định một điều chắc chắn rằng Nguyễn Thiếp là bậc thầy về sự cao khiết và tinh thông. Ông mãi trở thành biểu tượng, là tấm gương cho thế hệ sau noi theo, học hỏi và ngưỡng mộ. Dựa trên những nét chính này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Thiếp, là bài tấu mà ông đã dâng lên vua Quang Trung vào năm 1791. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần thứ hai, là phần tìm hiểu về tác phẩm trên hai phương diện, trên 5 tiêu chí: hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, thể loại, bố cục và giá trị. Dựa vào phần chú thích, phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa, các con hãy dừng video này lại và chỉ ra cho cô 5 tiêu chí về xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác, bố cục, thể loại và giá trị của tác phẩm Bàn về phép học. Trước hết về xuất xứ, chúng ta có thể khẳng định tác phẩm trích từ bài tấu của Nguyễn Thiếp gửi lên vua Quang Trung năm 1791. Bài tấu gồm 3 phần. Phần thứ nhất là quân đức, phần thứ hai là dân tâm, phần thứ ba là học pháp. Quân đức là nói về đức của vua, mong bậc đế vương một lòng tu đức, lấy sự học vấn mà tăng thêm tài, bởi sự học, có học thì mới có đức. Dân tâm là nói về lòng dân, khẳng định dân là gốc của nước, gốc có vững thì nước mới yên. Học pháp là bàn về phép học, bàn về việc học sao cho có ích. Như vậy, trích đoạn trong sách giáo khoa, văn bản bàn về phép học thuộc phần 3 của bài tấu, là phần mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng tìm hiểu ý tiếp theo, đó là tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác. Nguyễn Thiếp từng làm quan một thời gian ngắn dưới triều của nhà Lê, sau đó từ quan về dạy học. Và khi Quang Trung xây dựng cơ đồ, nghe danh tiếng của ông, Quang Trung đã nhiều lần viết thư cho mời Nguyễn Thiếp ra xây dựng giúp dân giúp nước. Cảm động trước sự chân tình và biệt đãi nhân tài của vua Quang Trung mà Nguyễn Thiếp đã ra giúp cho triều Tây Sơn, góp phần xây dựng nên đất nước về mặt văn hóa và giáo dục, tác phẩm Bàn về phép học hay bài tấu đã được viết vào tháng 8 năm 1791 khi Nguyễn Thiếp dâng lên vua bản tấu.
Về thể loại, chúng ta có thể thấy được ngay tác phẩm được viết theo thể loại tấu, với đặc điểm đó là tác giả là bề tôi, là thần dân gửi lên cho vua chúa, nội dung là để trình bày sự việc, ý kiến, đề nghị, cầu phong, dâng sách và cảm ơn bậc về trên. Và về hình thức thì bài tấu có thể được viết bằng văn xuôi, văn vần hoặc văn biền ngậu. Bài tấu của Nguyễn Thiếp thuộc thể loại văn nghị luận, trình bày đề nghị một chủ trương, một chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo con người. Dựa trên đặc điểm về thể loại, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn bố cục của tác phẩm. Tác phẩm được viết theo 3 phần. Phần thứ nhất, từ đầu Ngọc không mài, không sáng, cho đến điều tệ hại ấy, là bàn về mục đích của việc học. Phần thứ hai, tiếp đến cho đến xin chớ bỏ qua, là bàn về cách học, phương pháp học. Và phần cuối cùng cũng là phần còn lại của tác phẩm, là bàn về tác dụng của phép học. Dựa trên bố cục ấy, chúng ta có thể xác định được giá trị, nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Đó là bàn về phép học giúp ta hiểu ra được mục đích của việc học. Học để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh cho đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi. Muốn học tốt thì phải có phương pháp học cho rộng, nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt là phải học đi đôi với hành. Về nghệ thuật, bài tấu có cách lập luận chặt chẽ và mạch lạc, ngôn ngữ giản dị, rõ ràng, ý tứ bộc lộ một cách trực tiếp, giàu sức thuyết phục. Dựa trên những tiêu chí, những nét khái quát nhất về tác phẩm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể hơn về tác phẩm Bàn về phép học trong phần tìm hiểu chi tiết.